Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng cùng mình và bên Sam đi tìm đồ chơi các bạn ơi. Xuất phát là ok các bạn ơi. Lao đi thôi. Wow. Nhìn này bạn ơi. Wow, một chiếc xe đây các bạn ơi. Một chiếc xe. Đây là một chiếc xe Ben đang chở ô tô đi giải cứu. Nhìn. Wow, siêu xe làm sao bạn ơi. Wow, bạn ơi, tôi thấy một công chúa Elsa. Một chiếc xe container đang chở công chúa Elsa và một chú thỏ bạn ơi. Wow, đẳng cấp quá bạn ơi. Wow, cô mình tìm ra tắt đi ta đâu. Cô mình tìm thấy gì đó bạn ơi. Cô mình tìm thấy một chú xe màu xanh rất đẳng cấp các bạn ơi. Wow, cô mình. Wow, tôi tìm thấy một khẩu súng bạn ơi. Khẩu súng ba lăng bắn bùm. Wow, bên Sam tìm thấy gì bạn ơi. Bên Sam tìm thấy búp bê bạn ơi. Wow. Được rồi. Ok. Đây là một chiếc gì bạn ơi. Ok. Đây một chú búp bê. Wow, ok. Búp bê. Ok. Tôi tìm thấy bạn ơi. Wow, một chiếc đèn tia laser bạn ơi. Ui, xôi, một chiếc đèn tia laser rất là đẹp bạn ơi. Ok. Wow, nhiều đồ chơi khác bạn ơi. Wow, một chiếc xe cảnh sát, dập cảnh sát đi. Wow, một chiếc xe lù. Wow, gì. Wow, chú chó giải cứu chú chó, mời chú chó lên xe. Chú chó cảnh sát lên xe. Gì. Wow, nhiều đồ chơi quốc các bạn ơi. Wow, một chiếc xe đẩy bán kem bạn ơi. Gì. Wow, nhiều. Wow, ui, chú lợn bạn ơi, kêu chú lợn này. Ui, chú lợn kêu chim bạn ơi. Ok. Wow, đây là một chiếc bóng ích. Wow, bên Sam đang đẩy xe các bạn ơi. Ok. Tôi thực ra này khỏi chiêu nhau là ok. Wow, mấy múc khổng lồ. Nào, mấy múc khổng lồ nào. Ok. Một chiếc máy múc khổng lồ rất đẹp các bạn ơi. Wow, một chiếc máy múc khổng lồ bạn ơi. Wow, gì đây bạn ơi. Một chiếc xe ô tô cảnh sát. Ok. Wow, một chiếc xe đua bạn ơi. Gìn. Nó xoay. Ok. Wow, đẹp quá bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cầu bạn ơi. Ok, wow, một chiếc xe đua bạn ơi. Ở đây chưa nữa nào. Wow, một chiếc xe đua. Gìn. Ok. Wow, bàn tay bạn ơi. Một chiếc bàn tay màu vàng xanh bạn ơi. Wow, xe đây bạn ơi. Đây là một chiếc đây là con cua. Ôi, sợ mình nhầm xin lỗi các bạn. Wow, xe đây bạn ơi. Xe này gì nữa, ok, máy bay, ok, bay nào, ok. Wow, máy bay. Wow, máy cẩu bắt đầu, mình tìm thấy một chiếc máy cẩu, cho máy cẩu lên đây nào, gì, ok, no. Wow, mình tìm một chiếc đàn bắt đầu, wow, một chiếc gì bắt đầu. Wow, một chiếc xe chở hàng, móc hàng. Wow, một chiếc xe cảnh sát ơi. Gì. Bên Sam đang trước bạn ơi. Ok, bên Sam chờ mình xe lưu bạn ơi. Wow, xe thế này bạn ơi. Một chiếc xe đẳng cấp quá bạn ơi. Wow, xe này xe mui trần này. Ui, dùi đẹp quá bạn ơi. Tặng bên Sam này. Ok, bên Sam cầm lấy xe mui trần các bạn ơi. Wow, xe cảnh sát các bạn ơi. Gì. Đẳng cấp quá bạn ơi. Wow, xe gì bạn ơi. Wow, một chiếc xe đây gì đâu. Ui, xe này mở lắp được ra này. Wow, xe đẹp quá bạn ơi. Wow, ui, xếp này. Gìn, đi thôi. Gìn, ok. Wow, mình tìm thấy một chú trâu. Wow. Mình tìm thấy một chú đùa bạn ơi, tìm đùa. Ui xôi, đẳng cấp quá. Xe gì mà nã thế bạn ơi. Wow, đây là xe phát sóng bạn ơi, này. Quân sự này, gìn. Wow, đẹp quá bạn ơi. Wow, đi ra đằng này nữa bạn ơi. Wow, ngoài sân có bạn ơi. Ui xôi, đi ra sân xem nhá. Ui xôi, mình tìm thấy một cầu chơi. Wow, xe nữa bạn ơi. Wow, xe này có mắt này. Ôi nè, xe này có mắt, nó kêu tí. Wow, xe nữa bạn ơi. Wow, một chiếc xe máy đẳng cấp quá bạn ơi. Gìn. Ok. Wow, có gì đây bạn ơi? Ôi, một chú đùa đang bơi trên nước. Wow, xe gì bạn ơi? Đẹp quá bạn ơi. Ui xổi, xe gì đấy. Wow, xe bên này. Ok, chị. Wow, một khẩu súng bắn nào. Bùm. Ok. Wow, một con cá. Ok. Một xe cầu. Ok. Wow. Wow, năm xe quá. Wow, xe. Wow, một xe địa hình bạn ơi. Ok. Wow, xe tải bắt đầu. Wow, xe đạp bắt đầu. Wow, nhiều xe quá rồi. Phóng lên chúng ta lên đây nha. Bye bye các bạn nha.